Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang có mặt tại sân Lạch Tray đây. Hôm nay là trận bóng giữa Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội cũng đang trong cần một chiến thắng để củng cố vị trí của mình. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang cần trụ hạng, còn Hải Phòng thì đang vững bước ở vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp phía trước. Tại là các cầu thủ của câu lạc bộ Honda Hải Phòng đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Thời tiết hiện tại bây giờ là trời đang không có mưa và có gió, rất thuận lợi cho việc thi đấu của hai đội. Đây thủ môn là thủ môn Đình Triệu đây, người gác đèn chính trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hồ Chí Minh. Ta thấy Hoàng Vũ Sâm Sơn ra bắt tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Rồi Sâm Sơn, con cưng của Thầy Nghiêm. Rồi Thầy Nghiêm đang theo dõi các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng. Đấy, tất cả các cổ động viên đang hô vang huấn luyện viên Chu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng đã dừng buổi tập. Đức Phúc đây. Rồi, các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng đang căng cơ. Rồi, bài tập trước khi một bài tập thì tất cả các cầu thủ phải căng cơ đây. Tránh chấn thương. Rồi. Mạng này có Quý Mario, rồi Mô Sếp, Bùi Tiến Dụng. Rồi. Rồi tập nào. Tiếp vào. Ta thấy bài tập của bạn Văn Tới rất là chắc chắn. Rồi.
cầu thủ đã xong bài tập của mình rồi. Tiếp tục nào. Trong khi đó các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã chạy vào trong khu đường hầm để thay quần áo. Cố lên, một set. Các cầu thủ của đội bóng Hải Phòng đã vào trong đường pit để thay quần áo, chuẩn bị trận đấu. Không may lắm, Đặng Văn Tới cũng theo đồng đội đi vào trong đường pit rồi. Hai bác sĩ và trợ lý phiên dịch. Hải Phòng ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Các cầu thủ: số 1 Nguyễn Đình Triệu, số 7 Empande, số 8 Moses, số 9 Primario, số 10 Châu Ngọc Quang, số 14 Nguyễn Hải Huy, số 15 Đặng Văn Tới, số 16 Bùi Tiến Dũng, số 17 Phạm Trung Hiếu, số 21 Nguyễn Hữu Phúc, số 97 Triệu Việt Hưng, huấn luyện viên trưởng ông Chu Đình Yên. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra sân trong trang phục áo xanh, quần trắng, tất xanh. Các cầu thủ: số 1 Nguyễn Thanh Thắng, số 3 Dương Văn Khoa, số 7 Sầm Đức Ngọc, số 9 Ngô Hoàng Thịnh, số 16 Võ Huy Toàn, số 23 Trần Đình Khương, số 24 Lý Nguyễn, số 29 Nguyễn Trọng Long, số 43 Da Silva Lucas, số 50 Conroy, số 92 Green Michael. Huấn luyện viên trưởng ông Trương Việt Hoàng. Các trọng tài Nguyễn Đình Thái, trợ lý trọng tài 1 Phan Huy Hoàng, trợ lý trọng tài 2 Nguyễn Trung Thiện, trọng tài thứ 4 Vũ Nguyên Vũ, giám sát trận đấu Trần Ngọc Thái Tuấn, giám sát trọng tài Nguyễn Tấn Hiền, điều phối viên Hà Thị Phượng, cán bộ truyền thông Nguyễn Phú Chiến. Xin trân trọng thông báo. Thời tiết quá đẹp. Hiện tại tới giờ phút này là trời vẫn quang mà không mưa. Nhiệt độ cũng dao động từ 19 đến 20 độ, tức là thời tiết rất là mát mẻ. Đấy, các trọng tài cũng như là trợ lý trọng tài đang khởi động. Thời tiết rất là mát mẻ đây. Từ tháng 6 năm 2022, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng hợp tác cùng công ty cổ phần giải pháp thanh toán VNPay mang đến người hâm mộ hình thức mang tầm mới tại các trận đấu trên sân nhà chay. Tuyệt vời. Chào các con nhé. Tuyệt vời nhìn những đứa trẻ. Các con dự đoán tỷ số bao nhiêu nhỉ? Và ai thắng nhỉ? 2-1. Nghiêng với đội nào con? Tuyệt vời. Trọng tài chính bắt trong trận đấu này. Chào anh nhé. Chào các trọng tài nhé. À, tuyệt vời. Các
trọng tài chính của trận đấu đây. Tôi đã buồn như thế là con này. Là ra. Thế con dự đoán tỷ số bao nhiêu nhỉ? Và ai thắng này? Hai thắng thắng ạ. Thằng Bích không con? Hai không. Hai không. Rồi kiểm tra con. Dự đoán 2-0. Có một người dự đoán là 2-1 rồi. Còn nào dự đoán 1-0 nè? Cô hỏi con. Trận đấu này thì tỷ số mấy không? Là đội nào thắng? Hải Phòng. Hải Phòng. Không biết không? 2-0. 2-0 cơ. Thắng lớn quá nhỉ? 5-0. Đâu chí này là? 2-1 ạ. Ok, 2-1. Nghiêng về Hải Phòng à? Vâng ạ. Con. Tỷ số là mấy không? 2-0. Vẫn 2-0 à? Số toàn 2-0 với 2-1 này. Con 2-1-0 à? Qua 2-1-0? 2-1 à? Idol của đội bóng như là Văn Toản này, rồi Châu Ngọc Quang. Vâng, như quý vị có thể thấy Lê Trung Hiếu, Thành Đồng, hình ảnh các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng được hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng in trên mỗi lá cờ thay cho lời động viên cổ vũ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng trong trận đấu ngày hôm nay. Thank you.
vào nó kêu thắng rồi. Fuck it.